Mẫu mới nè, mẫu 135S. 135S nha. Là 13,5 đó. Đời này là mới, mẫu mới. Nhưng mẫu này sản xuất năm nay đúng không con? Đây tháng 2 năm 2022 luôn nè. Mẫu này mới mới ra lò luôn nè. Mẫu này đẹp nè, mẫu thể thao nè, có đèn luôn nè. Không tắt đèn pha cốp rồi nghe ha. 135S Vigino. Đẹp. Đây, 135S 13,5 xi lanh là 666, nặng 109 kg. Ấm này cũng bảo hành 1 năm luôn. Quá đẹp nè. Mẫu này cũng bếp kim mà con, dây điện rồi có làm sẵn cho bà con xài luôn rồi nè. Cứ mở tắt đèn là chạy thôi, đúng không? 135S. Mắt tinh Việt Nam. Dòng này cũng ngon mà con. Đây đặc biệt cái bo này chống nóng nè bà con, nhưng khi lỡ sơ ý đụng đây không sao. Giống như xe máy nó có này là cản nóng hay lắm nè. Càng chạy càng mát, càng có gió là càng mát. Cái này là đích đó phải là để trang trí riêng mà làm cho cái này là chống nóng. Khi con sơ ý chụp vô nó cũng hạn chế nóng lắm. Đây, thấy không? Cái dòng cao cấp mới có cái này thôi. Xe cũng vậy, dòng cao cấp nó có bách ra ở ngoài nè, để như kiểu nóng. Còn khi sơ ý vượt tay vô nó cũng không sao. Mà con không chạy bền nó trước tiên mà con phải mỗi lần chạy bà con phải kiểm tra nhớ thế nha. Nhớ có đúng cái ti thâm không? Đây. Giữa hai ti là được, thấy không? Giữa hai gạch là được, tốt nhất là giữa hai gạch, thấy không? Trên gạch dưới nè con, mà tốt nhất là nằm giữa hai gạch là ok, thấy không? Trên gạch dưới tốt nhất là nằm giữa hai gạch. Nó là đầu trước khi chạy, rồi chạy mà con quay máy lên á là coi cái này nó bóng màu xanh mới chạy nha. Đây nó thụt ra màu xanh, này là màu đỏ đang tắt nè. Nó lú ra màu xanh, lú ra ngoài luôn á là báo nhớt nó kiểm tra trước khi chạy nha. Chứ mỗi lần thay nhớt á bà con nhớ kiểm tra trước khi cho vô tải nha. Phải mỗi lần nhớt, nhớt nó bơm hơi chậm á, nhớt đặt nhớt độ chậm á, bà con phải cho nó chạy hết, nó báo cục xanh là lú lên cao nè. Con phải chạy. Ha, con phải kiểm tra nước nha, tuyệt đối không được hết nước nha. Mà là hết nước bà con không được châm vô liền nha, từ từ cho nó nguội máy châm. Đặc biệt là không để hết dầu nó sẽ dễ hư bơm bét nè. Chạy suốt đời không hư nhưng mà con hết dầu vài lần nó hư cái tổn á. Và con cái điện thoại luôn là 0886356307.